Hiếu Minh Alo xin mến chào tất cả các bác và tất cả các anh chị em yêu âm thanh trên mọi miền tổ quốc nha. Hôm nay trong video này em xin giới thiệu với các bác cũng như là báo cáo các bác là hôm nay em về rất nhiều hàng đối với mẫu đẩy 4 kênh. Mẫu đẩy này thì quá nổi tiếng cũng như là được rất nhiều các bác cũng như anh em trong giới lao đánh giá rất là cao. Đó mẫu đẩy 4 kênh BWK8 cho công suất ra 800W một kênh. Và cũng về kèm hôm nay thì em về tiếp được thêm khoảng 40 chiếc cầu vang Gutin, GD Gutin cộng với 50 chiếc đẩy K8 bác nhé, 50 chiếc đẩy K8. Thì em về 50 chiếc thôi, sắp tới em về tiếp tục về rất nhiều. Và cũng báo cáo bác luôn là giá hiện tại rất là êm, Hiếu Minh đưa ra một cái giá cực kỳ êm cho cái mùa hè này cũng như thời điểm này thì em đang mới mở thêm một cửa hàng cũng như là cũng mừng sinh nhật 2 tuổi đối với công ty em. Thì về lý thuyết như bác biết thì đối mẫu K8 này thì các bác về chơi gia đình thì có thể là mỗi kênh các bác chơi tốt là một quả bát 40, một quả phun đơn 40, một kênh có dư đánh căng đét luôn bác nhé. Còn nếu chơi phun 30 thì bác có thể mỗi kênh bác đánh một cặp 30 thông thường, như là cặp 30 như JBL6012 từ thừa thường nhé em ý. Đấy, tùy dòng loa bác chơi nó hợp lý thì công suất nó ra được đạt 800W một kênh bác ạ. Như mẫu này thì hiện tại với giá cũng rất là mềm nên cũng là sự lựa chọn cực kỳ hợp lý đối với các bác chơi gia đình, cực kỳ hợp lý luôn bác nhé. Về cũng có các bác chơi hai cặp loa cộng với thêm một chiếc súp hơi là cực kỳ ấy, hoặc là thêm một chiếc cầu bổ trợ, thêm một cặp loa lời nữa thì quá đẹp. Hoặc bác chơi hai vụ nhá, hai kênh các bác chơi hai, một cặp phun 40 này, một cặp loa lời cho vào một kênh và một quả súp một kênh, hơi một kênh thì quá hợp lý các bác đối với mẫu đẩy này. Và giá thành hiện tại cũng cực kỳ êm cho các bác. Thì bác cùng xem lại phần nội thất. Thì với những sản phẩm K8 bên Hiếu Minh bán ra cho khách hàng đều được cam kết các bác mở ra xem hàng chuẩn. Bản năm nay thì bác biết rồi, bản từ đầu năm nay là Hiếu Minh nhập về là đã bản 4 quạt gió bác nhé, cập nhật mới đến bản 4 quạt gió. Thì đối mẫu này em còn có hai mẫu màu, là mẫu màu đen và màu trắng. Thì màu đen thì cái tai này, tai nhôm này nó cũng là màu đen cả, còn đây là tai nhôm màu trắng nhé, trong đen. Đấy, có hai mẫu màu các bác lựa chọn. Thì đối với cái BWK8 như biết rồi, thiết kế nó sẽ gồm 64 sò và tất cả là sò sẽ là sò trường bác nhé, sò trường, sò LGVK, một dòng sò cực kỳ chất lượng cho chất âm hay và tiếng rất là sáng tiếng và tiếng bát cũng cực kỳ uy lực. Và mỗi vế của nó sẽ chạy bằng 1 2 4 6 7 14 trở xứ, nghĩa là tương ứng với 56 trở xứ, nghĩa là sò lượng sò thực ạ, trên tổng số 4 kênh. Okay. Và thiết kế một bán kính nguồn đồng, bán kính nguồn đồng bác nhá. Đường kính khoảng 20 cm bác, 20 cm, bác nhìn găng tay em, 20 cm. Thì và Hiếu Minh cam kết luôn là bằng nguồn đồng bác nhá. Nếu biết là cục đẩy to nó sẽ tương với cái bán kính nguồn đồng to thì mới đủ ra đủ công suất cho bác được. Và cam kết nguồn đồng 100%, có nhận hàng cạo đồng thoải mái. Vì đây là liên quan đến thẩm mỹ nên là các bác nhận hàng rồi tự cạo đồng chứ em không cạo, vì là ở video trước em cạo rồi. Thì có bán cho đa số các bác mua hàng bên em có biết rồi thì mở ra xem. Và xem thì có những bác vừa cạo xong đến lúc các bác liên quan thẩm mỹ nên bác bảo cho rằng cục đẩy cũ nên em không cạo ra. Các bác sẽ phải tự cạo nếu các bác muốn xem. Và thiết kế của nó sẽ gồm 2 4 6 8 16 tụ lọc nguồn. 16 tụ lọc nguồn bác nhá. Cực kỳ chất lượng. Tụ màu xanh, bên vỉ màu đen. Bên màu đen. Số lượng về đây, về 50 chiếc bác nhá. 50 chiếc. 50 chiếc cùng với cả Gutin thì hôm nay về 40 chiếc Gutin thôi các bạn. 40 chiếc Gutin. Hôm trước thì em có về 100 chiếc rồi, hôm nay về 40 chiếc là tổng 140 chiếc phục vụ bác. Một chi video ngắn gọn để báo thông báo hàng về cũng như là review sản phẩm. Thì các bác nào có nhu cầu yêu mến nối mẫu đẩy 4 kênh công suất hiện tại với giá cực kỳ hợp lý các bác nhé. Giá cực kỳ hợp lý, giá em để dưới thanh đuôi đề có thể một cái giá là sốc cho bác luôn trong mùa hè này. Các bác nhu cầu có thể trực tiếp em qua hai số điện thoại đây, hoặc đến tận cửa hàng em số 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc 184 Nguyễn Đức Thuận Gia Lâm Hà Nội để các nhân viên hướng dẫn và tư vấn. Cũng như là các bác có nhu cầu trả góp đối với các thiết bị dàn, hoặc trả góp từ xa thì các bác phải có thẻ tín dụng tiêu dùng. Còn các bác trả góp tại cửa hàng thì các bác mang theo chứng minh thư sổ khẩu hoặc chứng minh thư bằng lái xe, các nhân viên em sẽ hướng dẫn các bác làm thủ tục trả góp bác nhé. Các bác cùng xem. Và đối với các bác đây,
Hiện tại thì em đang có cơ sở hai bên 184 Nguyễn Đức Thuận, Gia Lâm, Hà Nội bác nhé. Cơ sở chỗ này chỗ ngay đầu đường 5 từ cầu Thanh Trì sẽ xuống thôi bác, rất tiện cho bác ở quanh khu vực đó. Lượng về rất là nhiều phục vụ các bác ấy. Như đợt này thì em, như em đã nói thì em sẽ giảm giá nhân dịp là cửa hàng mới cũng như là tròn 2 năm thành lập công ty, thì bên em sẽ giảm giá với tất cả những sản phẩm, bản thân cả sản phẩm đẩy cũng vậy, tất cả sản phẩm đẩy các nhá, vì là thời lượng công việc nhiều cũng như là thời lượng công việc nhiều chăm sóc khách hàng nên là một ngày em chỉ ra 1-2 video thôi, 2 video thì nếu biết thì đối với tất cả những sản phẩm đẩy em đều giảm giá hết các bác nhá, đều giảm giá hết, nên là các bác có nhu cầu thì liên hệ trực tiếp bên Hướng Minh qua hai số điện thoại đây. Và video của mình là kết thúc, cũng như cảm ơn các bác xem cũng như hộ video của mình, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác ạ.